bò rừng. Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của mình nha. Thì hôm nay mình và cùng tất cả các anh em của mình là cùng đi lên núi trải nghiệm mà một ngày là sống ở trên núi. Đây, hôm nay là chúng mình sẽ có gì và ăn nấy. Đây là bầy hà mã nha anh em. Tại hồ Mỹ Bình có mấy con hà mã nó đi lòi cái đít lên đâu. Đây là bò rừng. Đù mẹ. Đi nhanh đi. Đồ mà hình như là máu bị một phe bò nó rượt nhanh em. Đồ mà hết hồn ạ. Xin lỗi là sao? Rồi, bây giờ là mình đã tới nơi để dẫn xe nha anh em. Và bây giờ bắt đầu mình tiến hành đi lên rừng. Rồi, xe thì tụi mình dẫn tại chỗ đây. Không gian là rất là yên bình. Đây là giữa rừng U Minh nha anh em. Rụng rồi nha anh em. Giờ mình đang đợi lấy. Rồi, đây là chim đã rớt nha anh em. Đấy, nằm dưới nước rồi. Rồi, nó đang hấp hối rồi. Hai em nha anh em. Này là anh chim no rồi. Mở tiếng hành là thôi mày bánh nha. Thêm một em đây nha anh em. Này là bồi sâu rồi. Trưa là chúng mình sẽ ăn thịt mấy anh chim này để sinh tồn. Rồi, bây giờ mình đã kẹp được nguồn thức ăn nha anh em. Đây là bị trăm. Bùn trăm. Trăm bầu. Trăm bầu, trăm bí. Bầu. Rồi. Bùn cái này, bùn cái nhiêu này. Chưa tiến hóa sao á, chưa giống dứa mình. Đây là bên trong trái dứa. Giống như trái mít. Có dính lứa. Thank you.
Yeah.